Sao anh lại tới đây? Anh về đi, em không có muốn gặp anh đâu. Anh ra khỏi nhà rồi. Có chuyện gì vậy? Sao lại phải bỏ nhà đi chứ? Tại má anh khó khăn quá. Anh đã ra điều kiện với má rồi. Nếu má không chấp nhận cho tụi mình quen nhau thì anh dứt khoát không về nhà đâu. Anh điên rồi hả? Anh bỏ đi như vậy á, má anh mà biết lại tới làm nữa cho coi. Từ giờ trở đi em đừng sợ gì hết. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không cho má và tụi giang hồ kiếp đáp em đâu. Ủa, anh Nhân, anh tới lâu chưa? Ừ, em có nhận thêm hàng xóm mới không? Ủa? Có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Anh đừng có làm cho má anh lo lắng. Không, chừng nào má anh chấp nhận chuyện của tụi mình thì anh mới về. À, đủ. Sao, hai anh chị gương giỏi lại lành rồi hả? Chị Nụ, anh Nhân á, anh bỏ nhà đi để tạo sức ép với má ảnh, buộc má ảnh phải chấp nhận chuyện của ảnh với chị Thơm á. Nhưng mà cuộc sống bên ngoài khó khăn lắm, liệu anh có chịu được không? Anh không sợ, chỉ cần có Thơm bên cạnh thì dù vất vả tới đâu anh cũng chịu đựng được mà. Ôi, anh Nhân nói nghe tình cảm quá à. Ước gì em cũng có được một người yêu giống vậy ha. Em xạo quá à. Mới đêm qua em còn nói em rất sợ chuyện yêu đương, giờ thì... Nhưng mà anh bỏ nhà đi rồi á thì làm gì để sống? Anh đâu thể xin tiền má anh như trước nữa. Anh đã từng nghĩ đến chuyện này chưa? Thì có gì đâu, thì mọi người làm sao anh làm vậy? Có gì á anh đi làm chung với mọi người. Trời đất, bộ anh tưởng xin việc làm dễ lắm hay sao? Còn Khánh á cũng trầy trật lắm á mới xin được chỗ làm ở công ty của anh Kha. Bộ khó lắm hả? Cũng không khó lắm đâu. Chỗ tôi làm á cũng tuyển thêm người đó. Nếu cần thì để tôi xin giùm cho. Vậy tốt quá rồi. Anh xin giùm tôi nha. Nhưng mà công việc ở đây á hơi vất vả, sợ là anh làm không quen thôi. Vậy là anh khi dễ tôi rồi. Khánh đã làm được thì tôi làm được chứ. Chẳng lẽ tôi lại thua Khánh sao? Hay là ngày mai anh chở tôi tới đó xin việc nha. Xin việc gì chứ, tốt hơn hết á anh nên về nhà, đừng có làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa. Xem đuổi em hoài vậy? Anh có làm như vậy á thì tụi mình mới có cơ hội được gặp nhau chứ. Bộ em không muốn vậy sao? Nhưng mà chuyện quan trọng trước mắt á là tối nay anh tính ngủ ở đâu? Phòng này toàn con gái không á. Thì anh đi ra ngoài. Hay là anh qua phòng tôi nghỉ đi, dù sao tôi cũng ở một mình mà. Như vậy á thì bất tiện cho anh lắm á. Không sao đâu, đàn ông với nhau mà, có gì đâu mà ngại. Hay là anh ở đầu dãy, em cuối dãy, cách nhau có vài tấm vách thôi à. Trời ơi, ngưỡng mộ hai người quá đi. Thôi, mình về phòng nghỉ đi, cho mấy cổ còn nghỉ nữa. Đi. Anh về nha. Anh đi ha. Dạ. Hmm.
Đó, phòng của tôi đó. Ủa anh tới đây bằng gì? Không đi xe máy hả? À không, má tôi muốn cấm tôi, không cho tôi đến với Thơm, nên bà mang xe giấu ở đâu tôi cũng không biết. Hồi chiều tôi đi xe ôm qua đây đó. Mặc kệ, từ giờ tôi sống với các bạn. Tới đâu hay tới đó. Vô đi Nhân. À. Nhân thông cảm nghe, đàn ông con trai ở một mình đã bề bộn vậy đó. Có sao đâu, ở nhà tôi cũng không ngăn nắp, má tôi la tôi hoài. À, nếu anh buồn thì mở tivi mà xem. Tôi đi rửa mặt cái cho khỏe. À, được rồi. Đây, cái này nó cổ lắm rồi, để tôi trị nó cho anh coi. Không đụng hàng phải không? Thôi anh đi tắm đi rồi nghỉ cho khỏe, có gì mai tôi dẫn anh đi xin việc. Dạ, tôi sẽ bỏ hết những gì tôi đã học, từ bỏ những công việc danh giá nhàn hạ. Tôi sẽ làm hết những gì khổ cực nhất, để má tôi thấy rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sống được với người tôi yêu. Và tới một ngày nào đó chúng tôi sẽ thành đạt từ hai bàn tay trắng cho má tôi coi. Tôi hy vọng anh sẽ thực hiện được ý chí của mình. Dạ, cảm ơn anh. Cách xáo quá. Anh á, là bạn trai của Thơm thì cũng giống như bạn bè anh em của tôi thôi. Thôi, đi tắm đi. Dạ. Có cái khăn tôi máng đó. À, khăn sạch đó, đừng có sợ. Ừ. Ngồi đi em. Tự nhiên nha. Ăn miếng trái cây đi. À. Cảm ơn anh. Đợi một chút nha. Uống với anh một chút cho vui nha cưng. Ngôi nhà này của anh hả? Không phải em. Nhà này của ông chú anh. Ông ở nước ngoài rồi, không ai trông coi hết, nên anh ở đây trông coi giùm thôi. Em uống đi chứ, chẳng lẽ em kêu anh uống một mình à? Thôi em không uống đâu, em sợ sai lắm. Vậy thì bây giờ cưng uống với anh một ly đi. Uống chút xíu đi, cưng đừng sợ sai, chút nữa anh đưa cưng về ha. Uống hết đi em. Đó, không sao đâu, có anh mà. Nhiều dữ vậy? Uống với anh chút xíu đi cưng.
Uống đi không sao đâu. Anh tắt nhạc đi, ồn ào quá à. Anh thấy bình thường mà, có gì đâu. Tao bị phạt. Sao vậy? Tại tao lén đổ bia, tụi nó bắt được nên bắt tao uống gấp đôi. Mấy thằng đó sao nó ác dữ vậy? Tụi mình còn phải sống như vậy bao lâu nữa đây Yến à? Cuộc sống cứ quanh quẩn trong cái vòng này tao chán lắm rồi. Không sống như vậy mình có thể làm được gì? Tao cũng có muốn làm cái nghề nhục nhã này đâu. Ngày xưa tao mong lớn lên sẽ được làm cô giáo, vậy mà cuộc đời thật trớ trêu, phải làm đúng cái nghề này. Mày cũng mơ mộng dữ. Tao thì chỉ mong có được nhiều tiền để thoát khỏi cảnh nghèo này thôi. Con người ai mà không có ước mơ. Chỉ tại nghèo quá nên... Thôi, quên nghề cô giáo của mày đi. Bây giờ mày nên lo cái hiện tại của mày thì tốt hơn. Không có tiền thì không trụ nổi cái đất này đâu. Sao giờ này con Hiền vẫn chưa về nữa ta? Không biết là đêm nay nó có về không. Chắc là nó đi với thằng kép đẹp trai mới rồi. Cầu trời cho thằng đó thích nó thiệt, để nó đi kiếm được tấm chồng tử tế. Khó lắm mẹ ơi, không ai chấp nhận người con gái như mình đâu. Thôi ngủ đi. Nghĩ cũng tội nghiệp mấy người đó chị ha. Chỉ vì mưu sinh mà phải dấn thân vào con đường nhơ nhuốc như vậy. Mỗi người có một cách sống, một cách kiếm tiền. Nhưng kiếm như thế nào là do bản thân của người đó muốn. Em sao vậy? Không ngủ được hả? Em đang lo, không biết tới chừng nào em mới có tiền trả nợ cho chị với anh Nhân nữa. Em cứ lo làm đi, khi nào mà có trả cũng được mà. Chị với anh Nhân có đầu đâu mà em lo. Em biết là vậy, nhưng cũng vì chuyện này mà thái độ của má anh Nhân đối với chị càng ngày càng gay gắt hơn. Em thật sự rất áy náy. Biết làm sao được, chuyện của anh Nhân bỏ nhà đi đột ngột quá. Chị cũng không biết khuyên ảnh sao đến chị quay về. Cũng tại ảnh thương chị thiệt lòng nên mới làm vậy. Mà em cũng nghĩ chỉ có cách đó thì hai anh chị mới được ở gần nhau thôi. Chị cũng muốn vậy đúng không? Nhưng từ trước tới giờ ảnh quen sống sung sướng rồi. Việc gì cũng có người giúp việc, họ làm hết. Cơm bưng rồi nước rót đến tận nơi luôn. Bây giờ sống cực khổ như tụi mình, liệu anh có chịu nổi không?
chị. Chị phải tin vào tình yêu của ảnh chứ. Em nghĩ một khi người ta đã thật sự yêu nhau thì nhất định sẽ vượt qua được tất cả mọi trở ngại. Thôi ngủ đi. Người hạnh phúc nhất nhà, suy nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu thôi. Vậy rồi hả? Anh đã làm gì em vậy? Cưng yên tâm đi, anh sẽ lo lắng cho Cưng suốt cuộc đời này mà. Sao anh lại làm vậy? Nếu anh thật lòng yêu em, đâu cần phải chuốc rượu cho em say rồi giở trò với em chứ. Trời, đó là tụi mình vui vẻ với nhau do lúc say, em hiểu không? Còn chuyện này anh không có ý đâu, do anh say quá không kiềm chế được. Mà ai biểu em đẹp quá làm chi? Ừ? Anh thật lòng yêu em chứ? Em vẫn chưa tin anh sao? Hả? Anh yêu em thật lòng mà. Coi như cuộc đời của em trao hết cho anh rồi đó. Anh đừng phụ bạc em nha. Ừ. Lại đây. Nga à? Anh yêu em thật lòng mà. Ủa? Chào anh. Anh. Qua đây. Dạ, chào tổ trưởng. Em giới thiệu người mới. Dạ, chào anh. Hôm nay giới thiệu ai nữa đây? Dạ, đây là Nhân, bạn của em. Xưởng trưởng đồng ý nhận cậu ấy rồi, nên em dẫn cậu ấy xuống để anh sắp xếp việc làm. Dạ, chào tổ trưởng. Ờ, được rồi. Vậy cậu lên sắp xếp công việc cho người ta làm đi. Còn anh á, ráng làm cho tốt, siêng năng nghe chưa? Dạ, em biết rồi. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Đi. Tính lập bè lập cánh hả? Mày tưởng mày lấy xưởng trưởng ra mày hù dọa tao hả? Mày đừng có mơ nha mày. Phải làm như vậy mới đúng. Anh cứ chà như vậy nè, chà đều tay một chút, tới khi nào nó láng là được. Ừ, tôi biết rồi. Thử coi. Được rồi. Anh coi lại rồi bớt giá giùm tôi đi. Ngôi nhà này làm gì có giá cao như vậy? Thôi anh à, anh còn định kỳ kèo thêm bớt chi nữa? Tại vì tôi cần quá tôi mới bán gấp thôi. Chứ anh hỏi hết cái xóm này đi,
Không ai bán giá rẻ như tôi đâu. Trời ơi, nhà lá mà. Anh đã nói vậy thì thôi, giá đó thì tôi mua không nổi đâu. Thôi tôi đi về nha. Giờ vậy nè, anh tính lại đi. Biết sao không? Tại tôi cần tiền quá cho nên tôi mới bán vậy thôi. Chứ còn anh tính lại giùm nghe. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi, nói gì mà nhiều quá. Nếu mà anh chịu bớt giá thì tôi tới tôi mua. Tôi về nha. Gì vậy? Bà nói ông bớt giá thì tôi mua ngôi nhà này. Trời đất ơi, tôi đã nói là ông không có được bán, được cầm gì cái nhà này hết á. Ông đang tính làm gì vậy? Thì bán nhà chứ làm gì. Nhà của tôi có quyền tôi bán, hỏi gì. Bà có quyền gì bà lên tiếng. Ê, Tram có quyền. Cái nhà này á là của tôi với ông. Tôi với ông là vợ chồng mà đúng không? Thì tôi có quyền một nửa cái nhà này. Ông muốn làm cái gì là phải có sự đồng ý của tôi, đúng không? Cái lý nó là vậy mà. Chào, tôi không có quyền. Bà là vợ, tôi cho bà biết nè. Tước giá tòng phu, xuất phu tòng phụ. Là dạ, nói gì ạ? Tôi nói lần thôi, nói lại tôi không nhớ. Làm sao? Đại khái làm vợ phải nghe lời chồng. Hỏi gì mà hỏi lung tung. Hứ. Bực mình. Trời đất quỷ thần ơi, có thằng chồng nào mà nó ôn hoàng dịch vật vậy ông trời. Sao không mệt không? Đi về thôi Khánh ơi. Đi. Đi em. Chà, coi bộ sốt ruột dữ ha. Không biết ông Nhân đi làm có đồ không nữa. Thì chút nữa ổng về là biết liền chứ gì. Với lại còn có con Khánh với ông Kha nữa mà. Tụi em về rồi nè. Làm được việc không? Công việc ở đó như thế nào? Anh có làm được không? Trời ơi, sao tan phòng rộp dữ vậy? Không sao đâu, bữa đầu ai không vậy. Từ từ sẽ quen thôi. À, em cảm ơn anh Kha nhiều nha. Nhờ có anh giúp đỡ á, cho nên anh Nhân á mới nhận được việc nhanh như thế này á. Có gì đâu. Thôi, em vô nghỉ đi. Anh về phòng trước nghe. Thôi về phòng nha, tối anh qua. Ui. Bộ công việc ở đó nặng nhọc lắm ha anh. Cũng hơi cực, nhưng bù lại anh thấy tinh thần thoải mái. Anh cũng muốn chứng minh cho má thấy làm công nhân chẳng có gì xấu xa cả. Và khi anh cùng giai cấp với em thì má chẳng có cớ gì để ngăn cản tụi mình hết. Nhưng mà nhìn anh như vậy em không đành lòng. Em yên tâm đi, anh làm được mà. Từ giờ tụi mình phải cố gắng vì tương lai của chúng ta. Em thấy đúng không? Thôi mình về phòng nghỉ đi em, mai còn đi làm sớm nữa. Anh vào phòng đi.
Anh muốn nhìn thêm vào phòng trước. Thôi đi ông tướng, sến như phim Hàn Quốc vậy đó. Thì lâu lâu em cũng phải cho anh sến một chút chứ. Anh vô đi, để con Khánh với con Nậu, nó nhìn thấy nó cười chết á. Trời, em cứ làm như bọn họ không biết vậy. Chẳng qua họ không muốn thấy mình ngại thôi. Mà giờ này ai cũng ngủ hết rồi, còn đâu nghe chuyện của hai đứa mình nữa. Anh về đi. Đóng vô, đóng vô. Cũng ngon nha. Hai cái đứa này đủ tôi bày ngủ rồi chứ. Thập thở đây chi vậy? Làm gì đâu. Sao không đi ngủ đi? Tại gì á, có hai kẻ còn ngồi ở ngoài kia. Nên tụi tao làm sao mà ngủ được. Ghê quá à, hai người sến quá à. Người ta nói chuyện mùi mẫn quá, em chịu không có nổi luôn á. Còn phải nói, sau này á, em có yêu ai á nha, là em phải theo học hỏi chị Thơm đó. Phải học hỏi thôi. Đi vô đi, ở đó mà chọc tao hoài à. Đi vô. Thô bạo quá nhờ. Anh đưa tôi tới đây chỉ để nhìn anh hút thuốc thôi sao? Lúc này tôi chỉ muốn có người bên cạnh tôi thôi. Bao nhiêu tiền cũng được. Anh sợ cô đơn hả? Từ ngày vợ tôi bỏ nhà chạy theo thằng đàn ông khác thì tôi không còn biết sợ gì nữa. Mà tôi thực sự muốn biết, tại sao phụ nữ các cô lại dễ dàng chạy theo dục vọng mà phủi sạch tất cả những thứ khác? Nếu anh muốn biết á, thì anh đi hỏi vợ của anh kìa. Tôi không có quan tâm. Nhưng có điều này tôi muốn nói cho anh biết. Không phải người phụ nữ nào cũng giống như vậy đâu. Có những phụ nữ lúc nào cũng thèm khát có được một mái ấm gia đình mà không được kìa. Trời, hôm nay tao hên thiệt luôn á. Tự nhiên có ông khách hả, sập ơi là sập luôn. Vừa bo tao xong á thì có điện thoại. Mày biết ai gọi không? Vợ ổng á. Vô nhà đi tao kể mày nghe. Con này khùng hả? Tối thui mà sao mở đèn lên vậy? Ủa, đi chơi với anh đẹp trai về, sao ngồi thử ở đây vậy? Sao? Anh ta chơi đẹp không mày? Nhan sắc cỡ mày mà không moi được thằng đó sao? Thà cho nó dễ dàng vậy hả? Sao không nói gì hết mày? Hay là mày thương anh ta thiệt rồi? Nè, thương là khổ đó nghe mày. Mày chỉ có giỏi đoán mò thôi à? Anh Kha, sưởng trưởng gọi anh lên phòng kìa. Anh đi nhanh đi.
Dạ, anh cho gọi em hả? À, cậu Kha cậu ngồi đi. Tôi sẽ đi công tác đột xuất một vài ngày. Dạo này đang vào đợt hàng nên công ty tuyển thêm nhiều công nhân mới, cho nên tôi định cho cậu lên làm tổ trưởng để phụ với cậu Hòa quản lý mọi người cho tốt. Dạ, em cảm ơn anh đã tin tưởng em. Tôi chỉ nói trước với cậu vậy thôi. Bây giờ tôi phải đi gấp cho kịp giờ. 2 ngày nữa tôi về sẽ thông báo chính thức cho mọi người. Dạ. À, đợt hàng này cậu phải chú ý cẩn thận trong tất cả các khâu đó nghe. Tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất, vì nó có liên quan tới uy tín của xưởng chúng ta đó. Cậu hiểu chưa? Dạ em hiểu mà. Em sẽ cố gắng hết sức, không làm anh thất vọng đâu. Tốt lắm, cậu gắng làm cho tốt nha. Dạ. Thôi được rồi, cậu về làm việc đi. Vậy là tuần sau á, mày về quê cho má ông Tâm xuống hỏi cưới mày hả? Tại má ông Tâm nói vì bụng của tao ngày càng to rồi. Bà hối lắm. Vậy mày đã nói chuyện với gia đình, chị mày có thai chưa? Rồi. Ủa vậy hả? Lúc đầu á, nhà tao cũng lo lắm, nhưng mà cũng mừng vì tao lấy được trong thành phố. Chứ sao nữa, sướng nhất có là mày đó. Lúc trước á hả, tao cứ sợ mày khổ như con thấm. Không biết bây giờ nó làm sao rồi ha. Tao cũng không biết nữa. Thôi vô mày. Loan, Thanh có chuyện muốn nói với Loan nè. Thôi, tôi biết Thanh hay rồi. Ăn cơm trước kẻng mà không bị bỏ rơi, đúng là hay thiệt á. Thanh cảm ơn Loan nhiều nha. Cũng nhờ cái tật nhiều chuyện của Loan á mà má ông Tâm mới biết Thanh có thai. Lại đồng ý cho tụi Thanh lấy nhau nữa đó. Tôi nhiều chuyện hồi nào mà Thanh nói vậy chứ? Thanh nghĩ á, tốt hơn hết á là Loan nên bỏ cái tật nhiều chuyện của Loan đi. Rồi sau đó Loan nên tìm cách giữ chân cái anh chàng tóc dài của Loan á. Có ngày nó bỏ Loan chạy theo người khác là khổ cho Loan lắm á. Mình đi thôi Liên. Em mệt hả? Dạ không, tại tối qua em đi chơi với anh Dũng, có uống chút rượu nên giờ còn say sẩm lắm. Sao? Hai người uống rượu hả? Rồi anh ta có làm gì em không? Chị nói vậy là sao? Không, tại chị hơi lo thôi. Nhưng mà dù sao em cũng nên cẩn thận, mình là con gái mà. Em biết rồi. Ăn cơm. Anh ăn đi. Ăn thêm nè anh. Thôi em ăn đi. Cho anh làm gì? Mấy anh con trai á thì phải ăn nhiều chứ đâu có giống như con gái. Ăn ít lắm. Thôi. Đưa qua đưa lại kỳ quá. Ăn đi. Em á, mà gấp cho tụi anh một hồi là ráng mà chịu đói đó. Không có sao đâu, em ăn ít lắm. Còn đàn ông tụi anh á làm nhiều nên phải ăn nhiều mới có sức làm việc chứ. Thôi. Nè. Em con gái mày ăn ít lắm. Ăn thôi, đi. Ăn đi. Tụi anh con trai tụi anh ăn đi, em muốn ăn luôn. Lỡ rồi ăn luôn đi. Khánh nè, từ lúc em vô đây làm tới giờ anh mới thấy thằng Kha vui vẻ vậy đó. Chứ lúc trước nó cứ làm lụi thủi một mình
Tới giờ về thì về, không nói với ai một câu nào hết á. Thằng quỷ này. Đúng rồi đó, anh Kha nổi tiếng là người lạnh lùng nhất ở đây mà. Mấy người á, đừng có lợi dụng cơ hội mà chọc tôi nghe. Tôi lạnh lùng khi nào hả? Đâu nhiều chuyện. Chứ bộ tụi tôi nói không đúng hả? Thôi. Nè, thế làm ở đây đã quen việc chưa? Tôi cũng hơi quen quen rồi. Cũng nhờ ra ngoài ở mà tôi mới biết được đồng tiền khó kiếm như thế nào. Lúc trước ở nhà mọi cái đều được gia đình bao bọc, nên tôi không có ý thức hết được. Ủa anh, hồi sáng sự trưởng gọi anh lên có chuyện gì vậy? Chắc là thăng chức cho anh Kha chứ gì. Ai mà không biết ở xưởng này, xưởng trưởng là người tin cậy anh Kha nhất mà. Anh, có phải thiệt không vậy? Anh Kha mình lên làm tổ trưởng rồi, tụi mình không cần sợ ông quà nữa đâu ha. Anh biết gì chưa? Chuyện gì? Thằng Kha sắp lên làm tổ trưởng rồi đó. Chuyện này tôi biết rồi, không cần để câu báo đâu. Vậy là có quyết định chính thức hả anh? Chuyện mà tôi nhờ cậu á, cậu làm tới đâu rồi? Dạ có chứ, chuyện tổ trưởng dặn á, em đâu dám quên. Lô hàng đó tối nay em sẽ chuyển vô liền. Tốt lắm, để coi kỳ này tôi có bấn được thằng Kha ra khỏi đây không. Chết cha, tới giờ làm rồi, dậy thôi mọi người. Dậy. Gì? Anh Nhân. Em thấy bây giờ tay của anh bị sưng phồng như vậy, sao làm tiếp được? Hay là chiều nay anh xin nghỉ đi? Không được đâu, anh mới vô làm có mấy bữa, làm gì sao bị nghỉ việc. Để tôi xin với tổ trưởng giùm cho, chứ tay anh phồng rộp hết như vậy làm sao làm việc được. Sao con chịu đi làm việc hả? Giờ này còn ở đây bộ tính biểu tình hay sao hả? Tay của ảnh bị sưng rộp hết rồi, anh giải quyết cho ảnh xin nghỉ việc chiều nay đi anh. Cậu ta làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Có đâu mới vô làm việc mấy ngày à, tay sưng rộp lên rồi đòi hỏi này nọ. Anh cứ cho anh ấy nghỉ đi, có gì á thì tôi làm luôn phần việc của anh ấy, chứ tay của anh ấy như vậy muốn làm cũng không nổi đâu. Chuyện này không tới cậu lên tiếng đâu. Xưởng trưởng đi công tác, mọi chuyện ở đây tôi giải quyết. Cậu hiểu chưa? Bây giờ mà có xưởng trưởng ở đây thì xưởng trưởng cũng cho anh ấy nghỉ thôi à. Vậy thì chờ xưởng trưởng về mà nói. Còn bây giờ, nếu cậu không làm được á thì bản thân cậu xin nghỉ luôn đi. Nghe chưa? Làm đi. Thôi, anh Kha, để tôi cố gắng làm, chứ không lại bị mất việc. Bây giờ đi xin việc đâu có dễ đâu. Tao bỏ đi, anh đừng có đối chọi với ông ta làm gì. Ông có khi nào biết thông cảm cho ai đâu. Thôi, coi như là bữa nay mình bị xui đi, tại anh Nhân mới vô làm mà. Thôi, làm việc tiếp đi. Dạ chào chị. Dạ sổ sách em đã quyết toán xong rồi, mời chị xem qua. Cậu cứ để đó đi. À chị, hồi chị nhìn thấy Nhân đó. Cậu gặp nó ở đâu? Dạ ở một khu nhà trọ bình dân, hình như Nhân đang thuê nhà ở đó. Hai chị tìm Nhân về đi,
Em thấy ở chỗ đó cực lắm. Nó tự đi được thì nó cũng tự về được. Tôi để coi nó chịu đựng được bao lâu. Sớm muộn gì thì nó cũng quay về xin lỗi tôi thôi. Sổ sách cậu cứ để đây đi. Chút nữa tôi coi lại. Thôi cậu đi làm đi. Dạ, em xin phép ạ. Với cái anh kia kìa dễ thương lắm. Trời ơi, vậy hả? Tối nay em có hẹn với ảnh á. Trời xuống vậy ta. Tối nay chị đi với em đi. Thôi chị không đi đâu. Sao vậy, đi với em đi. Em đi một mình em ngại lắm. Anh làm gì để em chờ em lâu quá vậy? Anh biết mấy giờ rồi không? Em bớt cằn nhằn chút đi. Có hai chị em mà. Anh cũng đâu muốn vậy đâu. Đi đi chứ. Nhưng phải chờ bọn chủ nợ đi hết anh mới dám ra khỏi nhà. Chủ nợ nào? Anh Thu Độ đá banh. Mấy bữa nay bị tụi nó dí quá trời quá đất luôn. Trời đất ơi. Vậy bây giờ anh tính làm sao? Tụi nó mà bắt được anh á là anh chết luôn á. Không sao đâu. Dù gì anh vẫn còn tiền mà. Anh có tiền thì trả quách cho người ta đi cho rảnh nữa. Ngu sao trả? Tiền này để dành chơi tiếp. Để gỡ lại nữa chứ. Trả cục vốn lấy gì đâu chơi. Anh muốn làm sao thì làm nha. Nhưng mà không có được để em thiếu thốn đâu đó. Yên tâm, em là ưu tiên số 1 của anh mà. Ê, anh. Người ta nhìn kìa. Thôi, để em đền cho. Tối nay, em sẽ kiếm chỗ nào đó cho anh tới đổi gió nha. Hiền, có người tặng quà cho mày nè. Ủa, của ai vậy? Tao không biết. Người ta gửi qua dịch vụ mà. Còn ai vào đây nữa? Chắc là kép trẻ của mày chứ ai. Mày sướng quá nha. Ước gì tao cũng được như mày. Thôi đi bà. Đừng có thấy người ta như vậy cái rồi ganh tị. Có khách tới kìa. Con Nhi với con Yến á, ra lẹ đi, khách chờ kìa. Mau lên, còn ngồi đó nữa. Hiền, Hiền, có khách yêu cầu kìa con. Mau lên đi. Dạ. Tôi tỉnh lên mày. Anh ấy đến rồi hả ta? Em. Anh tìm em hả? Em có thích bó hoa anh tặng không? Anh không biết em thích loại hoa nào nên mua đại hoa hồng tặng cho em đó. Hy vọng là em không chê. Thì ra đó là hoa của anh hả? Cảm ơn anh nhiều nha. Em. Bữa nay em sao vậy? Lần trước em có vậy đâu. Em đâu có sao. Không sao thì tốt. Nhìn em như vậy anh lại càng thích em hơn đó. Hay là anh thuê nhà cho em ở nha. Em thích gì anh cũng chiều em hết. Thiệt không anh? Anh không sợ bà Trần nhà anh hả? Bà Trần nào? Anh với bà ly thân lâu rồi nên cũng coi như anh mồ côi vợ. Anh nói mà em không tin. Anh giận thiệt đó. Thôi, em tin anh rồi mà. Mai mình đi coi nhà nha. Dạ. Đây để em rót cho.
Uống đi em. Cạn. Sao rồi? Có moi được gì từ ông lão đó không? Nghe má Nguyệt nói, ổng đang say mày lắm mà. Có lẽ là đúng như vậy. Ông mới hứa đó, là sẽ thuê nhà riêng cho tao ở. Hả? Trời ơi, vậy là mày sướng quá rồi còn gì nữa. Sắp thoát ra khỏi cái chỗ này rồi. Nhưng mà mày nhớ xin tiền ổng để trả bớt cho bà Nguyệt. Chứ không thì bà không chịu buông tha cho mày đâu đó. Đúng rồi đó. Mà mày đi rồi á, bà sợ cái quán này đóng cửa luôn á. Bởi vậy nhất định bà phải lấy cái gì từ mày, thì mai ra mày mới được yên thân. Ừ, tao biết rồi. Ê, mà mày theo lão già này rồi á, nhường cái anh đẹp trai kia cho hai tụi tao nha. Giờ này sao chưa thấy anh Dũng về nữa? Giờ ông này không sao vậy ta? Chỗ này gần đây đã bị để ý rồi, nên ông cũng hơi ngán. Chắc mình phải kêu ông làm thêm già vố rồi biến đi chỗ khác. Chỗ này là chỉ để cho mình nghỉ ngơi và thư giãn thôi, chứ có làm gì đâu mà để ý. Hay là mấy ông trốn tụi tôi, dẫn con khác vô đây hú hí phải không? Phụ nữ mấy người chỉ được cái nghi ngờ là giỏi thôi. Bộ tôi rảnh lắm hả? Cái gì mà nghi ngờ bậy bạ? Nếu mấy ông không làm gì mờ ám thì có gì đâu phải sợ. Thôi đi, đừng cãi nhau nữa, ồn ào quá đi. Đi hay ở á thì chờ Dũng về rồi tính. Ông đó riết như là VIP á, toàn là trễ hẹn không mà. Thôi giờ mình đánh bài đi. Mà giờ đánh bài ăn gì đây? Anh bớt đau chưa? Gặp em là anh bớt đau rồi. Hai người thôi đi nha. Bộ nghĩ ba đứa tụi tôi là tượng đá hay sao vậy? Anh đó, nói chuyện không có ý tứ gì hết trơn à. Anh nói thiệt chứ bộ. Tại mấy người này ganh tị với mình thôi. Trời ơi. Thôi tôi mời mọi người đi ăn lẩu nha. Sao vậy? Bữa nay có lý do đặc biệt gì mà hào phóng quá vậy? Mọi người được nhờ phúc của anh Kha đó nghe. Vì tôi muốn cảm ơn anh Kha để giúp tôi xin được việc làm. Sẵn tiện mừng ngày ảnh sắp được lên chức luôn. Thiệt hả? Anh Kha sắp được lên làm tổ trưởng rồi hả? Chuyện chưa có gì mà đã có quyết định chính thức đâu. Quyết định chỉ là vấn đề sớm muộn thôi mà. Chẳng phải sưởng trưởng đã thông báo với anh rồi sao? Thôi mọi người đứng dậy hết đi, tôi đói quá trời rồi nè. Đi đi chị. Có nhiều lý do vậy mà chỉ mời ăn lẩu là không được đâu nha. Đừng có được nước mà làm tới nha nụ. Mày hiếp anh Nhân vừa vừa thôi chứ. Trời ơi, mình thấy ớt luôn. Trời đất ơi, tao chỉ nói giỡn thôi mà. Chưa làm vợ người ta mà đã bên chầm chặt rồi. Thôi lẹ lẹ đi, mình đi ăn thôi. Thôi mọi người thay đồ đi, tôi chờ. Thay đồ lẹ gì? Thôi đừng có giận nữa. Anh đẹp trai á, hôm nay không có tới đâu. Mày đừng có giận người ta rồi trút hết lên má qua, tội nghiệp đó. Tao có giận ai đâu. Đừng có giấu tao nữa. Tao biết mày đang nghĩ gì mà. Có phải mày có cảm tình với anh chàng đó phải không? Tao cũng không biết nữa. Nhưng tao thấy anh ta khác với những gã mà tao đã từng gặp. Khác? Là sao?
Thì giờ ảnh bỏ ảnh theo người đàn ông khác, nên ảnh mới tới đây tìm cách trả thù đàn bà. Trời đất, người đó mà mày cũng có cảm tình nữa hả? Tao thấy tao thương hại cho ảnh lắm. Hiền à, nhiều lúc á tao biết mày nghĩ sao nữa. Mày nên thực tế một chút đi, đừng có mơ mộng yêu đương nữa. Rõ ràng anh ta tới đây vì mục đích trả thù đời, chứ chẳng có tình cảm gì với mày hết. Trong khi lão Luân thì có thừa khả năng để đưa mày thoát khỏi đây, mày mà còn do dự á là mất cơ hội đó. Tao biết mày lo cho tao, nhưng chuyện của tao mày hãy để tự tao tính đi. Thôi đi hai cô nương, đừng có đứng mà tám nữa, khách vô kìa. Vô đi, không má la. Đi. Thôi, vô đi. Vô đi anh. Anh. Em. Trời ơi, anh... sao bây giờ anh mới tới? Mắt người ta chờ muốn chết à. Mất đời anh đó. Anh xin lỗi em nha. Tại anh bận chút việc nên giờ mới tới được nè. Em ngồi đây với anh nha. Để em rót rượu cho mấy anh nghe. Sao anh buồn vậy? Có chuyện gì em có thể chia sẻ với anh được không? Uống đi em. Chào anh ha. Sao lâu quá không gặp vậy? Bộ hôm nay anh nhớ em nên mới tới chứ gì? Tại anh bận nhiều việc quá, chứ làm sao mà quên em cho được. Anh á, lúc nào cũng lấy công việc để trốn tránh. Ai mà biết được anh có bận thiệt hay không? Anh nói thiệt mà, công việc của anh lúc nào cũng bù đầu bù cổ. Anh rất muốn tới thăm em, nhưng chứ bỏ công việc thì không được. Em thông cảm nha. Công việc anh bận rộn như vậy, coi bộ dạo này anh làm ăn khá lắm ha. Lâu rồi anh không có dịp ghé tới đây, bữa nay anh phải vui vẻ hết mình để ủng hộ quán em đó nha. Anh không chỉ ủng hộ quán em mà anh còn ủng hộ em hết mình luôn, chịu không? Dạ, em cảm ơn anh nha. Uống với em đó đi anh. Uống hết đi em. Sao nãy giờ anh không nói gì hết vậy? Anh đi ra đây. Hả? Anh làm gì vậy? Buông em ra. Gì vậy? Thôi uống với em nha anh. Vô em. Đau quá, anh buông em ra. Anh làm gì vậy? Cô ghê gớm lắm. Anh, tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới có quyền đùa giỡn với phụ nữ các cô thôi. Tôi nói cho cô biết, ngoài tôi ra, tôi không cho phép cô gần gũi với những người đàn ông khác. Anh không có cái quyền đó. Anh là gì của tôi hả? Mày dám can thiệp vào cuộc đời của tôi? Tôi không phải là sở hữu của anh. Tụi bay nhớ chưa? Tụi mày cũng vậy đó. Ê, không đại ca ơi, tụi em làm thiệt không à? Ok, cứ vậy đi. Còn mày nữa. Ê, nói nghe nè. Hiểu không? Tụi bay, nói lỗi kìa. Ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? 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 Mày mày đang cướp, tao đang cổ mày bây giờ. Đi, vô, đi, vô. Nói nữa, bỏ mày vô. Đi, vô. Quay, quay. Đi lên. Đi lên, đi lên. Nhanh.
Anh cướp! Có ai không? Giúp tôi với, anh cướp! Có ai đó không? Cướp! Anh ơi! Giúp tôi, anh ơi! Tôi bị anh cướp! Cướp! Mở trói giúp tôi! Anh buông tôi ra, anh làm cái gì vậy? Cô ghê gớm lắm. Anh, tôi... Tôi nói cho cô biết, chỉ có tôi mới có quyền đùa giỡn với phụ nữ các cô thôi. Ngoài tôi ra, tôi không cho phép cô gần gũi với những người đàn ông khác. Cô nghe rõ chưa? Anh không có cái quyền đó. Anh là gì của tôi hả? Mày dám can thiệp vào cuộc đời của tôi? Tôi không phải là sở hữu của anh. Anh ta làm vậy là sao chứ? Đúng là con người khó hiểu mà. Alo? Anh Luân đây. Em đang làm gì vậy? Ghét anh ghê vậy đó. Làm gì bây giờ mới gọi cho em vậy? Làm người ta trông muốn chết à? Thì cũng chuyện nhà cửa của em đó. Anh tìm được nhà cho em rồi hả? Anh tìm nhưng chưa được. Anh tính ngày mai sẽ dẫn em đi xem. Em thích căn nào, anh sẽ thuê căn đó cho em. Thấy em phải chui rút trong căn phòng trọ đó, anh thấy thương em lắm. Biết người ta chui rút cực khổ mà không chịu mướn nhà cho người ta sớm hơn. Thì mai mốt em về ở với anh, rồi anh bù cho. Anh hứa rồi đó nha. Ừ, anh hứa mà. Nhưng ngày mai gặp nhau em cũng phải thưởng nha. Ngoan thì mới được thưởng chứ. Để coi anh sao đã. Em nhớ đó. Anh à, vậy ngày mai mình gặp nhau nha. Được rồi. Ngủ ngon nha, chào anh. Chào em. Loan ơi, Loan ơi, Loan ơi. Vô đi, lẹ lên. Cô bạn chung phòng của em đâu rồi? À, anh yên tâm đi. Con Hằng á, nó về quê rồi. Vài bữa nó mới lên. Hôm nay sân bãi trống, khung thành bỏ ngỏ. Anh thà hồ suốt tới sáng luôn nha. Có sức không mà nói nghe dữ vậy? Yên chí đi, anh tuổi mùi mà. Nếu ở đâu có tuyển người nọc, anh sẽ trúng đầu tiên đó. Ra đi anh, lẹ lên anh. Anh về nha. Bye bye nha. Má
Mới sáng sớm nữa ở đâu mà chạy ngang đây vậy trời? Không lẽ... Để đây đi. Gì vậy? Xưởng trưởng của anh đâu rồi? Kêu ra đây đi. Dạ, xưởng trưởng đi công tác vài ngày nữa mới về. Tôi là tổ trưởng ở đây. Có chuyện gì tôi thay mặt xưởng trưởng để giải quyết. Anh thông cảm nha. Lô hàng bị lỗi nhiều quá, kích thước không đạt. Mấy anh làm ăn cái kiểu gì vậy? Ha? Hàng của ai đây? Ai làm đây? Dạ, là do tôi làm. Anh làm gì kiểu gì vậy? Hả? Anh có phải là dân học nghề đâu. Làm ăn cẩu thả như vậy, tinh thần trách nhiệm anh đâu rồi? Không phải vậy đâu anh. Trước khi chuyển hàng đi, tôi đã kiểm tra rất kỹ càng rồi. Tất cả đều làm đúng theo yêu cầu của anh Tính đưa cho tôi mà. Em đã gửi những nhu cầu của khách hàng cho Kha, nhưng mà không ngờ anh làm sai hết như vậy. Làm ăn kiểu này còn ai dám đặt hàng nữa. Không cần giải thích gì hết á. Thành thật xin lỗi anh. Cũng tại thợ tôi tay nghề kém nên xảy ra chuyện như vậy. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi sẽ làm cái khác để đền bù lại cho anh. Mong anh thông cảm, bỏ qua cho tụi tôi. Làm ăn cái kiểu như vậy, lần sau sao chúng tôi dám đặt hàng nữa? Công việc thì đang gấp mà đi tới đi lui thế này hoài á, mất công lắm. Dạ. Ra đây cùng tôi. Anh Nhân, không biết anh Kha có sao không anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là Kha Hòa không để cho anh yên đâu. Rõ ràng là tôi không có làm sai. Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của khách hàng mà anh Tính đã chuyển cho. Còn bây giờ, thật sự tôi không hiểu tại sao nữa lô hàng lại trở thành như vậy. Cậu nói vậy mà nghe được hả? Rõ ràng trước khi đi công tác, xưởng trưởng đã dặn đi dặn lại biết bao lần, lô hàng này không được sơ xuất. Cậu không chịu nghe hả? Làm ăn cẩu thả như vậy á, làm cả xưởng mất uy tín, bản thân của cậu tính sao hả? Tốt hơn hết á, cậu làm xong ngày hôm nay rồi cậu biến đi, đừng có để tôi thấy mặt nữa, hiểu không? Cái gì? Anh Tính đuổi tôi hả? Cậu làm việc á không có tinh thần trách nhiệm. Tôi đuổi cậu đi là chuyện đương nhiên thôi. Cậu cảm thấy mình oan ức hả? Anh không có quyền. Chờ xưởng trưởng về, tôi sẽ giải thích với xưởng trưởng. Trước khi đi á, xưởng trưởng giao lại mọi quyền quyết định trong xưởng cho tôi. Tôi có quyền đuổi bất cứ mọi người nào trong xưởng này, cậu biết không? Anh anh hèn lắm. Bây giờ kiếm được việc làm cũng khó khăn lắm. Hay tôi tính vậy. Đợi này á, cậu nên kêu cô Khánh á tới năn nỉ tôi đi. Tôi có thể đổi ý. Cô Khánh là người đẹp vậy, mà cậu cũng là đàn ông mà. Tôi nói vậy chắc cậu hiểu chứ. Tôi không hiểu. Và tôi cũng không nhường nhịn hạng người như anh đâu. Anh hiểu chưa? Mày chống mắt mà coi tao nha mày. Khánh à, đi về em, không làm việc ở đây nữa. Sao vậy anh? Em mới làm được có mấy cái à? Anh nói về là về, em thắc mắc làm cái gì? Anh Nhân. Sao anh hai thuê phòng trọ cái khu gì mà tồi tàn dữ vậy ta? Hay là bà chủ nhà mới nhầm với Kha khác? Trên đời này thiếu gì người tên Kha. Chị ơi, cho em hỏi là đây có phải là phòng của anh Vũ Văn Kha quê Đồng Tháp không chị? Ờ,
Đúng rồi, phòng anh Kha ở trong hẻm á. Cô tìm anh Kha hả? Cô tìm ảnh có gì không? Dạ không có gì, em lên đây ở chung với ảnh thôi. Vậy cô là gì của ảnh? Ủa chị sao vậy? Tôi hỏi cô là gì của anh Kha, sao cô không trả lời? Là gì thì kệ tôi, tại sao tôi phải cho chị biết? Cô Kinh. Ủa anh Kha, anh đi đâu hồi sáng giờ mà để em đợi quá trời vậy? Anh đang ở chỗ làm, anh nghe má gọi là anh chạy về liền nè. Thôi về phòng anh đi, rửa mặt rồi nghỉ ngơi. À đây là chị Khánh, còn đây là chị Nụ. Hai chị này á cùng khu trọ với anh đó. Dạ em chào hai chị. Chào em. Đi theo anh nè. Em á, đừng có chơi thân với nó quá. Nó là em gái của anh Kha ở dưới quê mới lên á. Mình chơi thân với anh Kha, không lẽ đừng chơi thân với em gái của ảnh? Em gái hả? Em ruột, em bà con hay là em nuôi? Nếu là em nuôi á thì chị dứt khoát không chơi với nó đâu. Đàn ông mà tính nuôi ai á là chị để làm thịt thôi à. Chị á, chị nghĩ gì đâu không à. Em lau mặt đi. Em không hiểu sao mà anh ở cái phòng bé như lỗ mũi như vậy hết. Không còn chỗ nào tốt hơn hả anh? Không phải là không có chỗ tốt hơn, nhưng mà tiền nào thì phòng đó. Với lại anh chỉ có một thân một mình, ở đâu mà không được. Lúc trước là vậy, nhưng bây giờ có thêm em thì khác chứ. Em không ở được cái chỗ mà vừa chật vừa nóng như vậy đâu. Ai nói là em sẽ ở đây? Anh chỉ cho em ở đây ngày hôm nay thôi. Sáng mai á em phải ra bến xe về quê liền, kẹo má trong đó. Trước khi đi em có để lại thư cho má. Em nói là em lên đây kiếm việc làm rồi chứ bộ. Em thì làm được gì? Việc của em bây giờ là lo học. Em phải học thì sau này mới mong có cuộc sống ổn định được chứ. Nhưng bây giờ em học không vô nữa. Bây giờ má với anh ép em cũng vậy hả? Bây giờ ở trên này kiếm chỗ làm khó lắm. Tốt nhất là em về quê học đi. Có được tấm bằng sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Anh sẽ ráng kiếm tiền cho em ăn học. Anh đừng có đuổi em, có chết em cũng không về đâu. Lúc đi em đã tuyên bố với mấy đứa bạn rồi, khi nào kiếm được nhiều tiền em mới về. Giờ mà về nhất định tụi nó sẽ cười nhạo em. Làm sao em chịu nổi chứ. Nhưng mà trên này không có dễ xin việc làm như em tưởng đâu. Thì có khó gì đâu, anh xin cho em vô chỗ của anh làm là được rồi. Anh mới nghỉ việc hồi sáng này rồi. Cái gì? Anh nghỉ việc rồi hả? Anh mất việc rồi, chắc là phải kiếm việc khác thôi. Vậy bây giờ không có việc làm, làm sao mà mình sống được? Thì anh cũng còn tiền lương tháng này. Mà thôi, em về dưới đi học lại đi. Chuyện trên này để anh tự tính. Em không về, em ở trên này luôn. Anh làm sao thì làm. Em ngủ. Nhìn lên đi em. Anh sao vậy? Sợ người ta nhìn thấy hả? Anh có sợ ai đâu. Không sợ, mà sao anh phải nhìn giáo giác vậy? Anh đừng có quên á, là anh đã ly dị với bà chàng đó rồi nha. Thì ly dị rồi. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi. Em khéo lo không à? Vậy thì tốt. Nói cho anh biết, em không có muốn gặp rắc rối đâu nha.
Mai mốt em đừng mặc quần áo kiểu này nha. Anh không thích đâu đó. Sao vậy anh? Mốt bây giờ là vậy rồi mà. Anh nói không thích là không thích. Em đã chấp nhận chung sống với anh rồi. Anh không cho ai được phép nhìn ngắm em hết đó. Em chỉ là của riêng mình anh thôi. Còn chuyện tiền bạc em thiếu bà Nguyệt đó, anh sẽ lo cho em, để em khỏi tới cái chỗ quái quỷ đó nữa. Sau này em cứ ở nhà, anh sẽ lo cho em mọi thứ. Em không phải ra ngoài làm gì hết đó. Alo. Ờ được rồi, tôi sẽ tới ngay. Công ty đang có việc. Thôi em với tài xế đi xem nhà đi nha. Thấy căn nào vừa ý thì gọi báo với anh. Bây giờ anh phải lên công ty. Không đi với em được, em đi một mình nha. Cậu chở tôi tới công ty, rồi đưa cô Hiền đi coi nhà nha. Sao vậy? Tay vẫn còn đau hả? Dạ không sao đâu, đỡ nhiều rồi. Đỡ làm đi. Chiều nay á, đóng hàng này phải xong đó. Để giao cho người ta. Không xong á, tôi đuổi việc cậu luôn đó, biết chưa? Nhìn cái gì? Lại đi! Mày với Lão Luân đi coi nhà làm sao rồi? Kiếm cả ngày trời luôn à, mà không được căn nào hết á. Chán thấy mồ luôn vậy đó. Xuống như tiên mà bày đặt than nữa. Tự nhiên được một lão già nhiều tiền mê mẩn, rồi thuê nhà cho ở. Từ nay thì khỏi phải lo cái gì hết. Nhưng mà tao thích ở đây hơn. Bố mày khùng hả? Ở đây vừa chật vừa nóng, thích gì mày? Nhưng có lẽ ở đây tao mới là chính tao. Tao còn có tụi bay làm bạn. Còn ở nhà ông Luân thì tao phải làm vợ hờ cho ổng. Mọi thứ đều phải chờ ổng sắp xếp hết. Vô đây ca ơi, vô mảnh rồi. Hôm nay vô mảnh nha. Sao mày? Chi tiền, trúng mảnh hay chi tiền? Nè, có mày nè. Để lên. Đếm tiền đi, đếm tiền đi. Chi tiền với đại ca. Ủa, đây này ăn đậm đại ca. Trời ơi, có nhiêu đâu. Cái đó mà chị không được nè. Nè em, cầm đi. Nhiều đó được chị chưa? Chị cũng tự rồi. Tự mấy em ok, tụi em nữa. Chị mấy đứa mới luôn nghe chưa? Vô, rồi, ok, vô. Ba, vô. Cái chuyện ngồi yên. Đứng lại. Đứng lại. Xếp hai hàng. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Nhanh lên. Đi. Má. Đau quá. Có sao không đại ca? Má. Làm nó muốn rút tim ra ngoài. Chắc tụi nó bị tóm hết rồi đại ca. Tụi nó ngu chết mẹ luôn. Bị bắt là coi như tiêu á. Lộ gì, vài bữa nữa ba má nó vô bỏ lãnh nó ra, có gì đâu sợ. Tao chỉ sợ vụ chiếc xe thôi, mày hiểu không? Nó mà khai ra chết cả lũ á.
Em thấy tụi nó nghĩ khí lắm, không sao đâu. Tao cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà tao nói mày nghe nè, bây giờ tao với mày á tạm lánh nhau đi. Dạ. Vài bữa nữa nếu ok á, dạ, có gì tao mày liên lạc. Dạ dạ. Mọi chuyện xong hết nhớ nha. Có nhớ alo em nha. Ok, mày đi đường dạ kia kìa. Rồi đó, uống cũng đâu giải quyết được gì. Em nghe Khánh nói hết rồi hả? Nói hết rồi. Không làm việc được chỗ này thì mình làm chỗ khác. Anh đừng như vậy, em lo lắm. Anh biết, nhưng mà anh tức lắm. Rõ ràng là tên tổ trưởng nó cố tình hại anh, nhưng mà anh lại không biết nói với ai. Em hiểu mà. Biết là anh rất được xưởng trưởng yêu ái, nên lợi dụng lúc xưởng trưởng đi vắng mới buộc anh nghỉ việc. Chứ nếu để anh làm thêm một thời gian nữa thì hắn đâu còn chỗ đứng nữa. Điều anh lo nhất bây giờ là anh thì bị mất việc, trong khi má và em gái anh tất cả lại trông cậy cho anh. Bây giờ em gái anh lên đây ở, anh cũng không biết làm sao để lo cho nó. Ủa, cô bé hồi chiều là em gái của anh hả? Ừ, nó tên Trinh, còn đang học lớp 12. Tự nhiên không chịu học nữa, đòi lên đây đi kiếm việc làm. À, thôi, anh đừng có uống nữa. Uống nhiều rượu á không có tốt cho sức khỏe đâu. Mọi chuyện từ từ rồi tính. Anh đi làm cũng có kinh nghiệm rồi, mất việc này thì tìm việc khác, lo gì. Thôi anh ăn đi. Uống rượu thì em cản, chứ ăn thì em không cản đâu. Ăn đi anh. Ăn đi. Ăn đi. Nga ơi, Nga, mở cửa cho anh đi. Ai vậy? Anh nè. Nhanh lên em. Mở cửa cho anh đi cưng, mau lên. Cầm cái xích ra. Anh có làm món giấc ngủ của em không? Hả? Sao anh không đi luôn đi? Mấy bữa nay tự nhiên đi đâu mất biệt à? Có thèm ngó ngàng gì tới em đâu. Thì bây giờ anh tới với cưng rồi nè. Tại vì lúc này á anh bận công việc nhiều quá. Đừng có giận nha. Anh ở lại đây mấy bữa được không em? Ha? Sao vậy? Bộ anh có chuyện gì hả? Thì không có gì hết. Tại vì anh nhớ cưng đó. Anh muốn gần cưng thôi. Xạo quá. Thiệt mà. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quốc tế quan trọng nhất trong ngày hôm nay đã được các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế đưa lên hàng đầu, thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Đó là việc trùm khủng bố Osama Bin Laden, kẻ cầm đầu mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và là nhân vật bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đã bị Mỹ tiêu diệt. Đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo về sự kiện này trong bài phát biểu đặc biệt trên truyền hình vào đêm qua, theo giờ của Mỹ. Em chưa ngủ hả? Dạ. Chị về rồi hả? Ủa, nụ đâu rồi?
Chị Nụ nói trời nóng quá nên đạp xe đi dạo rồi chị. Chà, bữa nay bạn Nụ lãng mạn quá vậy. Có chuyện gì sao em buồn vậy? Em với anh Kha bị cho nghỉ việc rồi chị à. Sao lại bị cho nghỉ? Hai người đang làm rất tốt mà. Chuyện dài dòng lắm. Nhưng mà rõ ràng á là thằng cha tổ trưởng á lợi dụng lúc xưởng trưởng đi vắng, kiếm cớ đuổi việc em với anh Kha. Chắc ông không muốn anh Kha lên làm tổ trưởng. Ông sợ có ngày sẽ bị ảnh chiếm chỗ đó mà. Thiệt tình. Mà nè, anh Nhân thì sao? Chị yên tâm đi. Ông chỉ gây khó dễ với em với lại anh Kha thôi. Còn Nhân thì không sao đâu. Bây giờ kiếm việc làm cũng khó, nên chắc anh sẽ ở lại đó làm. Hình như em mắc sao quả tạ hay sao. Xui xẻo quá trời. Làm việc gì cũng không xong hết. Đi tới đâu cũng có chuyện. Tại vậy còn hại anh Kha mất việc nữa chứ. Làm liên lụy tới bao nhiêu người. Em á toàn suy nghĩ chuyện dớ dẫn không à. Mọi người á đâu có nghĩ vậy đâu. Em yên tâm. Mà mấy chuyện này á em cũng đâu có muốn đâu. Công việc tuy có quan trọng nhưng mà đâu bằng sức khỏe của má. Biết là vậy, nhưng mà siêu thị này là tài sản của ba con để lại cho con. Dù có thế nào má cũng phải duy trì nó. Bởi vậy con phải ráng thu xếp công việc để con phụ giúp má nữa. Chỉ khi nào con lập gia đình, siêu thị giao lại cho vợ chồng con, thì má mới yên tâm nghỉ ngơi được. Bà nhớ cậu Nhân phải không? Không biết bây giờ cậu Nhân sao rồi nữa. Giờ nó ở đó khổ lắm. Chui rút vô trong cái phòng trọ bằng cái lỗ mũi đó. Thiếu thốn tiện nghi đủ thứ. Phải ăn uống cực khổ như vậy. Không biết làm sao mà nó chịu đựng được. Trời đất! Vậy sao bà không bắt cậu Nhân về đi? Tôi phải để cho nó thấy con đường nó đi là sai. Hồi ở nhà, nó có phải làm gì đụng tay đụng chân đâu. Tiền bạc thì dư giả. Muốn cái gì thì tôi chiều cái đó. Còn bây giờ thì... Bà thương cậu Nhân như vậy á, thì đón cậu Nhân về đi. Đừng để cậu ấy chịu cực nữa. Cực khổ như vậy á, em thấy tội nghiệp cậu lắm. Cậu Nhân chịu không có nổi đâu bà. Nhưng mà nếu mà ông chủ mà còn sống á, chắc cũng không muốn nhìn thấy cái cảnh mà hai mẹ con phải như vậy đâu. Ê, ủa con lại vậy? Mày dám vô trong phòng của anh Kha vậy? Cô nè, cô là ai mà dám vô phòng của anh Kha vậy hả? Vậy chứ anh là ai mà lại vô đây? Tôi là bạn làm chung với anh Kha. Tôi về đây mấy ngày rồi. Còn tôi là em gái anh Kha. Tôi mới lên hồi sáng này. Ừ.
Anh Nhân, ra đợi giúp em một tay với. Ủa, anh Kha. Em cứ để cho anh uống đi. Anh tức thằng cha tổ trưởng lắm. Chính thằng cha cố tình hại anh. Trời, làm gì mà uống nhiều dữ vậy? Sao anh? Vô. Sao anh uống nhiều vậy nè? Tôi không sao. Cẩn thận đó. Nè chị, em đừng có lo. Anh đang buồn chuyện bị cho nghỉ việc đó. Cứ để anh nằm nghỉ đi. Ngày mai rồi anh lại bình thường thôi mà. Cho thêm rượu rồi. Tôi muốn uống nữa. Nè, ngồi đi em. Chị, chào em. Phòng ở bển á, toàn là đàn ông con trai, nên cho Trinh ngủ nhờ ở phòng mình nha. Phòng nóng như vậy, sao mấy chị ở được hay vậy? Ở riết á, rồi quen thôi em. Nè, tối nay á, Trinh ngủ bằng cái mền này nha. Dạ. Mới sáng kêu em đừng có thân với anh Trinh, mà giờ xoay 180 độ vậy. Thì tại hồi sáng chưa biết Trinh là em gái của anh Kha nên mới vậy. Con vậy cũng thắc mắc nữa. À, ở bên phòng anh Kha của em á, có một anh đẹp trai dễ sợ luôn. Em chưa kịp làm quen là bị chị Nụ bắt ra đây rồi. Hả? Ủa, anh chàng nào vậy chị Nụ? Thì anh Nhân chứ ai. Không biết anh đó có bạn gái chưa ha? Đẹp trai vậy mà. À, mà mấy chị có biết anh đó không? Ý, đừng đụng vô. Bông đã có chủ rồi. Chủ nhân của anh chàng đẹp trai đó ngồi đây nè. Hả? Quay mặt qua nhìn đi. Là chị hả? Vậy là em trễ chuyến đò rồi sao? Hôm nay có gặp anh yêu mày không? Điến ơi. Anh đến đây làm cái gì? À, tôi muốn đưa cô về. Anh có bị điên không? Tôi đang rất tỉnh táo. Sao lâu quá vậy? Bộ cô thấy tôi có điểm nào giống người bị bệnh tâm thần hả? Anh đi về đi. Chưa thấy nữa. Tôi với anh không có liên quan gì hết á. Kỳ ghê. Anh đẹp trai ơi, anh làm ơn buông tha cho nó đi. Đừng có đùa cợt với nó nữa mà. Anh Duy à, vợ anh á phản bội anh thì anh đi tìm vợ anh mà trả thù. Tôi và anh chẳng có gì liên quan với nhau hết á. Sẵn đây tôi khuyên anh đừng đến đây tìm tôi nữa. Ê, nó đi rồi kìa. Đi. Bye bye anh nha. Hiền. Anh chàng đẹp trai vậy mà mày chê hả? Hay là mày nhường ảnh cho tao nha. Nhỏ này, sao mày khùng quá. Giờ anh thích nó rồi. Mày mà có nhảy vô á, cũng không có cơm cháo gì được đâu. Chà, có trai đẹp theo đuổi, phen này con Hiền bỏ la luân dài như chơi à. Thôi đi nha, tao lại tụi bay. Để cho tao yên đi, tao mệt lắm rồi. Đi. Thơm ơi, Thơm ơi, Thơm. Thơm. Trinh ơi, dậy đi em. Chị đi làm nha Khánh. Dạ. Ủa anh.
Ê. Dạ. Em nhìn con nhỏ nè, giờ này không biết nằm mơ thấy gì, cười tươi ghê á. Thôi em đừng có buồn nữa, bây giờ á mà ngồi rầu rĩ thì cũng đâu giải quyết được gì đâu. Nè, sáng nay chị được nghỉ, để chị chở em đi xin việc làm nha. Dạ. Vậy mình đi luôn chị ha. Ừ. Nhỏ Trình ngủ ngon quá chị ha. Em thấy nó vậy em cũng không dám kêu nó nữa. Ừ, con nhỏ nó còn nhỏ đó, nên coi bộ nó còn vô tư lắm. Mà anh Kha lo cho nó lắm đó. Cái gì hả, anh cũng cán đáng một mình hết. Ừ. Cũng tại em mà anh Kha mới bị mất việc, em thấy ngại quá. Lại nữa rồi đó, sao gặp chuyện gì á em cũng tự đổ cho mình hết vậy. Ủa? Hai chị em tính đi đâu vậy? Dạ em định chở Khánh đi tìm việc. Ủa vậy hả? Vậy hay quá. Anh cũng đang định đi xin việc nè. Ở nhà buồn quá chịu không nổi. Hay là anh Kha chở Khánh đi đi. Ừ vậy cũng được. Em ở nhà nghỉ đi, chiều em còn đi làm mà phải không? Dạ. Thôi mình đi Khánh. Thôi anh đi nha. Dạ. Em đi nha chị. Em cũng không biết nữa, nhưng hình như em chỉ coi anh Kha như anh trai của em thôi. Trước đây anh làm nghề gì? Dạ em làm phụ hồ ở một công ty xây dựng ạ. Anh có bảo hiểm thất nghiệp không? Dạ không. Ừ, được rồi, anh ghi lại địa chỉ và số điện thoại liên lạc vô đây. Rồi có chuyện gì chúng tôi sẽ liên lạc với anh. Anh đóng cho chúng tôi 10.000 đồng tiền lệ phí. Khi nào tìm được công việc phù hợp chúng tôi sẽ gọi cho anh. Dạ. Ừ. Cảm ơn anh, chào anh. Dạ. Ừ. Chào anh. Em vô trước đi. Chào anh. Dạ chào anh. Anh hay chị tìm việc làm à? Dạ. Mời anh chị ngồi. Em ngồi đi. Dạ. Dạ cả hai chúng tôi à. Dạ. Mời anh ngồi. Hai anh chị thất nghiệp lâu chưa ạ? Dạ cũng mới mấy ngày nay thôi à. Dạ. Hai anh chị điền đầy đủ thông tin vô đây, rồi đóng cho tôi mỗi người 10.000 đồng. Rồi khi nào có công việc phù hợp thì tôi sẽ gọi điện. Ủa, anh chưa hỏi về nghề nghiệp trước đây của tôi mà. Ở bên chúng tôi ưu tiên trước cho những người thất nghiệp lâu ngày. Còn trường hợp của anh chị thì chỉ lưu lại, khi nào có công việc phù hợp chúng tôi sẽ gọi điện. Thôi, vậy thôi khỏi. Để tụi tôi tự đi tìm cũng được. Dạ. Chào anh. Chào anh. Dạ. Về đi em. Anh, em xin lỗi anh nha. Ủa, sao tự nhiên xin lỗi anh? Thì cũng tại em mà anh bị mất việc. Thực sự em thấy áy náy lắm. Em khờ quá. Sao lại nghĩ như vậy? Có anh hại em thì có. Nếu anh không nhất quyết kéo em đi bằng được thì bây giờ em vẫn còn làm ở đó rồi. Đâu có phải cùng anh lang thang đi xin việc làm gì đâu. Thôi anh về trước đi nha. Em không đi chung xe với anh nữa đâu. Ủa, sao vậy? Em tính đi đâu để anh chở cho? Không cần đâu, em có chút việc riêng lấy em về sao.
Vậy thôi, anh về trước nghe. Dạ. Dạ chị ơi, cho em gửi tiền nha chị. Nè em. Dạ, cảm ơn. Tiền ở đâu ta? Anh Thuấn, anh Thuấn. Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt mũi đâu vậy?